La Roche-Posay sẩy kem chống nắng không gây nhờn zip dành cho da nhạy cảm và dễ kích ứng với ánh nắng. Antelio Saka Fluid SPF 50 UVB UVA là kem chống nắng có độ bảo vệ khỏi tia UVA cao nhất trong dòng Antelio. Màng lọc quang phổ rộng giúp bảo vệ da tối ưu trước tia UVB, UVA, những tác hại gây ra do tia hồng ngoại và ô nhiễm, thích hợp sử dụng cho da thường, da hỗn hợp, da nhạy cảm. Bên cạnh việc chăm sóc và dưỡng da hàng ngày thì bước chống nắng là cực kỳ quan trọng. Bạn có thể không dưỡng trắng nhưng nhất định phải chống nắng. Hiểu được tầm quan trọng của kem chống nắng, La Roche-Posay đã cho ra đời dòng sản phẩm kem chống nắng không gây nhờn zip dành cho da nhạy cảm và dễ kích ứng với ánh nắng. Antelio Saka Fluid SPF 50+ UVB + UVA là kem chống nắng không nhờn zip với kết cấu lỏng nhẹ với độ chống nắng SPF 50+ UVB và UVA dành cho da thường và dễ kích ứng với ánh nắng. Với công nghệ đột phá màng lọc quang phổ rộng độc quyền, La Roche-Posay Antelio Saka Fluid ngăn ngừa tia UVB và UVA gây tác hại lên da như bỏng rát, kích ứng với ánh nắng mẩn đỏ, ngứa và lão hóa da do tia UV sạm nám, đốm nâu, nếp nhăn, da chảy xệ. Sản phẩm này có kết cấu dạng sữa, lỏng nhẹ, không nhờn zip và được nghiên cứu với công nghệ Interlimer, nhờ đó giúp kháng trôi một cách tối ưu nhất. Công dụng chính của sản phẩm: bảo vệ tối ưu khỏi tia UVA, UVB, tia hồng ngoại và tác hại từ ô nhiễm, chống thấm nước, mồ hôi, cát, thích hợp sử dụng khi bơi lội hoặc hoạt động ngoài trời, ngăn ngừa lão hóa sớm và các tổn thương trên tế bào lâu dài, dưỡng ẩm và nuôi dưỡng làn da, kết cấu kem dạng lỏng dịu nhẹ, khu thoáng tức thì mà không để lại vệt trắng trên da. Thành phần của sản phẩm: màng lọc độc quyền XL Protect, sự kết hợp giữa màng lọc quang phổ rộng chứa nhiều màng lọc tia UV và thành phần chống oxy hóa không những mang đến khả năng bảo vệ vượt trội trước tia UVA, UVB mà còn giúp chống lại các tác nhân khác gây hại cho da như ô nhiễm, tia hồng ngoại. Hạt polymer thông minh, công nghệ Interlimer, giúp mang lại độ bảo vệ và kháng trôi tối đa với kết cấu lỏng nhẹ, không nhờn zip. Glycerin, dưỡng ẩm da, kết cấu kem chống nắng dành cho da nhạy cảm. Antelio XL dịu nhẹ, không gây khô da, không hương liệu, không paraben, không gây bết dính, không để lại vệt trắng, lâu trôi khi sử dụng dưới nước và không gây mụn trứng cá. Kem chống nắng Antelio Saka Fluid SPF 50+ UVB + UVA thích hợp sử dụng cho làn da nào? Dòng sản phẩm kem chống nắng Antelio Saka Fluid SPF 50+ UVB + UVA thích hợp sử dụng cho làn da thường đến da hỗn hợp. Bạn có thể an tâm sử dụng khi đi biển hoặc vận động ngoài trời mà không lo bị trôi kem do cơ chế chống thấm nước của sản phẩm. Đặc biệt sản phẩm đã thử nghiệm dưới sự kiểm soát nhãn khoa trên mắt và vùng mắt nhạy cảm, có thể sử dụng để chống nắng cho vùng da quanh mắt. Giới thiệu về thương hiệu La Roche-Posay. La Roche-Posay là thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu của Pháp, thuộc tập đoàn L'Oréal. Sau hơn 40 năm thành lập, sản phẩm của La Roche-Posay ngày càng được ưa chuộng, có mặt tại hơn 50 quốc gia trên thế giới và phân phối tại Việt Nam từ năm 2007. Với phương châm vì một cuộc sống tốt đẹp hơn dành cho da nhạy cảm, các sản phẩm của La Roche-Posay vô cùng hiệu quả, lành tính, nhẹ dịu với những làn da nhạy cảm nhất và được hơn 25.000 bác sĩ da liễu khuyên dùng.